Xin chào các bạn. Sau cái video giới thiệu về Network Policy, hôm nay mình sẽ giới thiệu về một cái phần tiếp theo trong Kubernetes, đó là Role-based Access Control. Role-based Access Control thì cho phép người dùng có thể truy cập được các resource trong Kubernetes Cluster. Nên lưu ý rằng Kubernetes Cluster chỉ quản lý các service account, không quản lý các user. Trong trường hợp user bên ngoài muốn truy cập vào Kubernetes Cluster thì các bạn sẽ tạo ra một cái gọi là Client Side Request, tạo cái request để có thể Kubernetes xác thực rằng user đấy có quyền truy cập, và hành xử tiếp theo phụ thuộc vào các cái role được đặt ra. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cụ thể về các khái niệm, ví dụ role, cluster role, role binding hoặc là cluster role binding. Nào, chúng ta cùng bắt đầu hôm nay. Bài hôm nay thì mình sẽ có hai phần chính. Một là giới thiệu các khái niệm cơ bản, và phần thứ hai đó là áp dụng role-based access control trong setup Kubernetes dashboard. Đầu tiên, khái niệm role. Role ở đây với cái khái niệm là cho phép một cái service account có thể truy cập vào cái resource nào tại một namespace được chỉ định hoặc một namespace cụ thể. Role này thì làm việc với service account và namespace. Ngoài ra, các cái trường có thể bao gồm ví dụ như get, need, what hoặc là delete, vân vân. Còn cluster role, cluster role thì khác với role ở một cái, đó là cluster role thì áp dụng cho tất cả các cái namespace, không riêng gì một namespace chỉ định. Phần tiếp theo mình sẽ nói về role binding. Role binding thì nó sẽ áp dụng các cái role vào namespace cụ thể. Role binding thì cho phép là mình áp dụng cái role đó cộng thêm cái service account nào được phép gán quyền để có thể là truy cập resource trên Kubernetes. Tương tự với role thì tương tự với cluster role thì cluster role binding sẽ cho phép truy cập các cái resource tại tất cả các namespace tương ứng. Ở đây thì cluster trong cái trường hợp chúng ta phải lưu ý rằng role binding thì có thể áp dụng được cluster role, nhưng cái phần cluster role binding thì không áp dụng được với role, vì role chỉ cho phép áp dụng trong một namespace. Còn cluster role, role binding mà kết hợp với cluster role thì nó sẽ cho phép truy cập nhiều namespace, áp dụng cái role đấy trong nhiều namespace, nhưng mà cái role được chỉ định trong từng namespace. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay vào bài toán thực tế, đó là triển khai Kubernetes dashboard kèm theo role-based access control. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực tế, đó là triển khai Kubernetes dashboard cộng với setup cái quyền role-based access control. Ở đây chắc cũng nhiều bạn cũng gặp phải cái tình huống là sau khi triển khai Kubernetes dashboard thì không có quyền xem ở các cái resource tại các namespace khác nhau. Resource ở đây bao gồm có pod, node, per system volume, per system volume claim, vân vân. Ở đây thì có lệnh, đó là mình có thể kiểm tra tất cả các cái resource bằng lệnh kube ctl api gạch resource
mình có thể list được ra tất cả các resource tương ứng để mình có thể tạo các cái role hoặc là cluster role tương ứng trong cái trường hợp mình cần phải setup. Ở đây mình sẽ setup cái dashboard. Rồi chúng ta đợi Kubernetes dashboard lên. Mình sẽ kiểm tra pod tại Kubernetes dashboard. Rồi, các cái image đang được kéo về và các pod đang được khởi tạo, chúng ta sẽ đợi trong giây lát. Chúng ta sẽ trong lúc chờ đợi chúng ta sẽ kiểm tra service. Vì mình sẽ sử dụng Node.js để sử dụng cái phần Kubernetes dashboard. Mình sẽ sử dụng Node.js nên mình sẽ sửa cái service Kubernetes dashboard từ cluster IP sang Node.js. Sửa thì cũng đơn giản thôi, các bạn chọn thay cluster IP bằng Node.js. Rồi chúng ta kiểm tra lại service. Rồi Node.js đã được hình thành. Chúng ta xem kiểm tra lại pod đã khởi tạo xong chưa. Quá trình khởi tạo pod hơi chậm do cái việc kéo image về, chúng ta phải đợi thôi. Chúng ta sẽ describe pod để xem, mình nghĩ là đang trong quá trình kéo image, đúng như vậy, đang trong quá trình kéo image. Chúng ta sẽ đợi quá trình kéo image thành công và khởi tạo, sau đó set role tương ứng. Sau khi đợi một lúc, quá trình pull image đã hoàn thành. Bây giờ thì chúng ta đã có thể thấy được các cái pod đã trong trạng thái running. Giờ chúng ta sẽ vào giao diện, mình để external IP là 192.168.1.11. Chúng ta sẽ kết nối theo token. Chúng ta sẽ get secret trừ trong namespace Kubernetes dashboard. Đây, token đây. Các bạn describe cái sự secret này thì sẽ ra được cái token, và chúng ta sẽ dùng token này đăng nhập. Có vẻ như lỗi. Mình sẽ để không để tên nào IPS nữa, truy cập lại Node.js xem sao.
một số số 9. Ơn giời, đã xong. Chúng ta sẽ đăng nhập lại và kiểm tra copy này token. Rồi, như các bạn đã thấy, ở đây thì không thể get được bất kỳ resource nào do chưa thiết lập rollback access control. Chắc nhiều bạn cũng gặp phải tình huống này rồi. Đây, các bạn có thể thấy này, nốt thông báo là user system service account Kubernetes dashboard không thể need resource, bao gồm rất nhiều node, resource cluster rule các thứ vân vân, tất cả đều liên quan đến resource. Giờ chúng ta sẽ tạo cái cluster rule tương ứng. Ở trong trường hợp này mình sẽ sử dụng get cluster rule role trừ n kubernetes system. Cluster rule sẽ có rule view, thì mình sẽ dùng lệnh cluster role name là kubernetes này dashboard. Sau đó mình sẽ sử dụng cluster rule service account, sử dụng service account cộng namespace. Service account của mình là Kubernetes dashboard. Trong namespace Kubernetes dashboard cluster rule mình cluster rule binding để sử dụng được. Cluster rule binding thì service account, đây mình sẽ để đây 2 bằng Kubernetes dashboard dashboard name. Trừ cluster rule bằng view. Mình sẽ đặt tên khác vì nó đã tồn tại rồi. Một. Giờ mình sẽ kiểm tra lại xem cái resource của mình đã được get chưa. Đây, như các bạn thấy, resource của mình đã get được rồi. Mình có thể kiểm tra tất cả các namespace. Đấy, như các bạn đã thấy. Vậy là quá trình setup role-based asset control cho Kubernetes dashboard đã được hình thành. Ở đây mình sử dụng là role view. Các bạn có thể tự hình thành một cái cluster role hoặc là role khác. Có thể là edit, get, delete các resource. Nhưng mà mình khuyến cáo là chỉ nên view ở trong Kubernetes dashboard thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.